Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2022 trên kênh Tâm thức Việt TTV. Mở đầu là những tin tức liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Theo đài tiếng nói Hoa Kỳ, Anh cân nhắc việc tặng tên lửa phòng không cho Ukraine. Thưa quý vị, Anh Quốc đang điều nghiên việc trao tặng tên lửa phòng không do Tales chế tạo cho Ukraine để giúp bảo vệ không phận nước này chống xâm lược Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố vào ngày 9 tháng 3 và nói thêm rằng công nghệ này nằm trong định nghĩa vũ khí phòng thủ. Nếu được xác nhận thì đây là bước hỗ trợ quan trọng của Anh dành cho Ukraine. Ukraine đã tán dương việc Anh đóng góp hàng ngàn tên lửa chống tăng giúp cản đà tiến của Nga về thủ đô Kiev. Đức chắc chắn sẽ không gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine, ông Scholz nhấn mạnh sau khi Mỹ bác đề nghị của Ba Lan chuyển các máy bay MiG-29 do Nga chế tạo đến một căn cứ Mỹ tại Đức. Ngày 9 tháng 3, Thủ tướng Canada tuyên bố, Ông Putin đã đánh giá thấp sự đoàn kết của các đồng minh dân chủ. Trong bài diễn văn nhân chuyến công du Berlin, Thủ tướng Trudeau của Canada nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xuống thang xung đột. Chúng tôi muốn xuống thang xung đột, chúng tôi muốn thấy cuộc xung đột này chấm dứt. Chúng tôi sẽ có mặt để hỗ trợ Ukraine bằng mọi cách có thể, Thủ tướng Canada khẳng định và cam kết cấp thêm 50 triệu đô la trang thiết bị sẽ sớm được chuyển tới Ukraine. Nga nói Mỹ hãy chờ đón nhận đòn đáp trả chiến tranh kinh tế. Điện Kremlin hôm thứ tư 9 tháng 3 cáo buộc Hoa Kỳ tuyên chiến kinh tế với Nga, gây ra tình trạng hỗn loạn trên các thị trường năng lượng và cảnh báo Washington rằng Nga đang cân nhắc đòn đáp trả các lệnh của Washington cấm nhập khẩu dầu mỏ và năng lượng của Nga, theo hãng tin Reuters. Ukraine sẽ cấp quốc tịch cho người nước ngoài tình nguyện tham gia lực lượng chiến đấu chống lại Nga. Hàng chục ngàn người được cho là đã đến chiến đấu ở Ukraine, trong đó có các cựu chiến binh Mỹ, Anh từng có kinh nghiệm chiến đấu ở các chiến trường. Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ ba ngày sau cuộc xâm lược của Nga cho biết Ukraine đang thành lập một quân đoàn quốc tế dành cho các tình nguyện viên từ nước ngoài để giúp nước này chống lại cuộc xâm lăng. Ukraine sau đó bỏ yêu cầu đối với visa của nước này để dễ dàng hơn cho những người muốn tình nguyện đến đất nước này. Và bây giờ là bản tin của Đài BBC, nhiều người dân ở thủ đô Kiev vẫn ở lại nhà mặc dù có các cuộc không kích mới của Nga. Bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, chữ Z sơn trắng trên xe tăng Nga thành biểu tượng ủng hộ Putin trong những ngày đầu tiên nga tấn công xâm lược ukraine người ta đã thấy nhiều xe tăng được sơn chữ z trắng liên tục xuất hiện trên chiến trường và ký hiệu bí ẩn này càng làm dấy lên nhiều đồn đoán một số người cho rằng ký hiệu này để thể hiện rõ mục tiêu của quân đội nga là triệt hạ ông zelensky người bị tổng thống nga putin coi là kẻ thù số một và gia đình của ông ấy là kẻ thù số hai nhưng dù là ký hiệu biểu thị cái gì, thì những chiếc xe tăng của Nga đã trở thành miếng mồi ngon cho các chiến sĩ Ukraine với tên lửa vắt vai, gọn nhẹ và hiệu quả, biết tự tìm mục tiêu để họ trút cầm thù lên mũi súng và đã có hàng trăm chiếc xe bị thiêu rụi. Những người Nga bỏ nước ra đi những chuyến tàu cao tốc nối giữa St. Petersburg ở Nga và Helsinki của Phần Lan hai lần một ngày trở nên đông đúc từ khi Nga xâm lược Ukraine. Reuters cho biết hàng ngàn người Nga đã rời đất nước của họ để tránh các lệnh trừng phạt và lo sợ bị trả đũa vì bày tỏ quan điểm phản đối cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Ngoại trưởng Anh, Liz Truss, kêu gọi phương Tây vào thứ Năm rằng phương Tây nên cứng rắn hơn với tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã phá vỡ kiến trúc của an ninh toàn cầu khi xâm lược Ukraine và thắt chặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga. Liz Truss nói rằng Putin sẽ gặp khó khăn hơn đối với Anh và phương Tây. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 3, bên lề một diễn đàn tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Và theo hãng tin Reuters, Ukraine cáo buộc Nga ném bom bệnh viện Nhi ở thành phố Mariupol và tiếp tục kêu gọi các đồng minh áp đặt khu vực không bay. Ngày 9 tháng 3, Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga thực hiện tội ác diệt chủng sau khi các quan chức cho biết máy bay Nga ném bom một bệnh viện nhi hôm thứ Tư chôn các bệnh nhân trong đống đổ nát bất chấp thỏa thuận ngừng bắn để người dân chạy khỏi thành phố Mariupol bị bao vây. Khí hậu ở Ukraine đột nhiên lạnh bất thường, quân đội Nga không di chuyển được, phải bỏ cuộc. Lượng tuyết lạnh bất thường làm xe bị kẹt hàng chục km không cách nào chạy được. Ban tối, nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ làm cho máy móc xe đông lạnh hết. Xe, xăng và tiếp liệu bốc cháy và xe còn lại thì bị mắc kẹt và cộng thêm bị đông lạnh. Đây là cơ hội để quân Ukraine dùng B40 Javelin và lực lượng UAV của Ukraine lượng trên đầu tìm trọng tâm bắn phá. Vì thế, lính Nga tuyệt vọng bỏ xe chạy vào rừng đầu hàng lính Ukraine, còn nếu ở lại xe chết lúc nào không biết. Anh sĩ quan Nga khai, chúng tôi không còn lựa chọn nào, phải bỏ xe để bảo vệ người. Đại lộ kinh hoàng đang xảy ra và đó là vì sao Nga bao vây Kiev chưa thành công là như thế tình báo ukraine cho biết lực lượng xe tăng của nga vòng về hướng tây chạy lên và lực lượng ukraine sắp phá cầu cuối cùng mọi đường tới kiev bị chặn hoàn toàn và quân ukraine đang chiến đấu rất ngoan cường lợi dụng tình hình quân nga rối đội hình quân đội ukraine phản công khắp nơi làm cho quân đội nga khốn đốn hứng nhiều thất bại nặng nề còn nhớ hồi thế chiến thứ hai trận stalingrad nay là volgograd được cho là trận đánh lịch sử diễn ra từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 2 năm 1943. Lúc đầu, quân Đức tấn công như vũ bão, quân Liên Xô chỉ lo chống đỡ. Nhưng đến cuối năm 1942, khi cái rét khủng khiếp của đất Nga xảy đến, thì lính Đức không chịu nổi mà chui vào hầm trốn rét. Còn lính Liên Xô thì đã quen với cái rét nên thừa cơ tấn công. Đó là một trong những lý do quân Đức thất bại tại đây và dẫn đến thua cuộc sau này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin về chiến sự tại Ukraine được TTV tổng hợp từ nhiều nguồn. Lính Nga bắn cháy xe của một vị bác sĩ Ukraine trên đường chở thuốc từ Kiev tới Zhytomyr. Hôm 9 tháng 3, tại một địa điểm gần Belogorodka, một chiếc xe tăng Ork đã đâm trực diện vào một chiếc ô tô của đội cứu thương tình nguyện Valery Kondrug, người lái xe chở thuốc chạy thận nhân tạo từ Kiev tới Zhytomyr người lái xe dừng lại ở trạm kiểm soát tero ra khỏi xe để xuất trình giấy tờ và ngay lúc đó một phát súng bắn vào anh trạm kiểm soát của phòng thủ lãnh thổ đã cấp cứu và anh ta đã được cứu sống mặt trận phía đông kiev đang là mặt trận chính quân nga tấn công provari và borispol nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong đợi không có bất cứ hình ảnh nào từ hai phía cho thấy quân nào bị thiệt hại nặng hơn. Một điều chắc chắn là quân Nga đã cắt ngang xa lộ Ơ-95 từ Kiev đến Chernihiv. Quân Nga đang cố gắng bao vệ Chernihiv nhưng gặp những tổn thất về tiếp tế và hậu cần rất lớn. Chiến thuật du kích của quân Ukraine ở vùng này tỏ ra rất hiệu quả, phá hủy rất nhiều phương tiện vận tải cơ giới của Nga. Thiếu tiếp tế, quân Nga không đủ sức tiến hành một cuộc tấn công lớn nào vào thành phố cảnh Tron, máy bay không người lái, ghi lại việc du kích Ukraine dùng súng chống thiết giáp Javelin tiêu diệt xe tăng Nga. Rất nhiều vũ khí quân sự của Nga bị hủy diệt. Ở ngoài Osumi, 20 xe tăng Nga bị phá hủy, nhưng thành phố điều tàn sau các vụ ném bom, khoảng 5.000 người hôm nay đã đi sơ tán khỏi đây. Thành phố Kharkiv có lúc tưởng như quân Nga sẽ chiếm thì nay lại đem lại nhiều chiến thắng. Tuy thành phố bị phá hủy nặng do bom đạn của Nga, quân Nga tạm thời đã phải rút lui ra khu vực ngoại vi thành phố sau khi quân Ukraine phản công và chiếm được doanh trại quân Nga ở Dehachi, buộc hai sư đoàn Nga phải rút về sau biên giới Nga do không còn đủ sức chiến đấu. Chiến sự tạm thời chậm lại Tranh thủ lúc này, quân Ukraine đã sơ tán được vài ngàn dân thường, chủ yếu là trẻ em và người già, cùng với sự giúp đỡ của Hội Cứu trợ Thế giới. Mariupol vẫn bị bao vây và bị bắn phá ác liệt. Thành phố nửa triệu dân này biến thành một đống đổ nát hoang tàn. Vài trăm ngàn thường dân đang bị mắc kẹt bên trong, thiếu trầm trọng lương thực, thuốc men, không có điện, nước và sưởi. Mặc dù quân Nga tuyên bố sẽ ngừng bắn và lập ra hành lang nhân đạo cho dân thường rút lui, chưa có một lời hứa nào được thực hiện cả. Quân Nga chiếm được Kherson nhưng không có ngày nào mà không có biểu tình của dân Ukraine và vẫn chưa thiết lập được chính quyền dân sự nào ở đây, mặc dù họ đã đưa tới đây 4.000 cảnh sát cũng như viên chức nhà nước. Mọi cuộc tấn công của Nga vào Milokhaiv đều bị bẻ gãy. Quân Ukraine đã đẩy lùi quân Nga ra khỏi thành phố, chiếm được rất nhiều xe quân sự của Nga và sử dụng để chống lại quân Nga. Theo tin tình báo Mỹ, thì hiện tại quân Nga sẽ không đủ sức để thực hiện các cuộc tấn công lớn ồ ạt như ban đầu. Lực lượng Nga sử dụng khoảng 200.000 người, bao gồm cả lính từ các vùng ly khai, nhưng cho thấy là sức chiến đấu và tinh thần yếu kém không đủ sức để bẻ gãy hàng phòng thủ của quân Ukraine, chưa kể sự lộn xộn trong chỉ huy và tiếp tế hậu cần. Chiến thuật của quân Ukraine lại tập trung vào việc phòng thủ và tấn công chớp nhoáng và phá hủy các đoàn xe tiếp tế của Nga. Một điều chắc chắn là quân Nga đã sử dụng hầu hết các đội quân tinh nhuệ nhất của mình. Việc dùng quân đội địa phương để bổ sung thiệt hại cho các đơn vị chính quy đòi hỏi cần nhiều thời gian. Điều này càng khiến cho cái gọi là chiến dịch đặc biệt của Nga đã rơi vào ngõ cụt. Hôm 9 tháng 3, 3.500 tên lửa chống tăng Enlo đời mới nhất của Anh đã tới được chiến trường của Ukraine. Anh đồng thời lại tuyên bố sẽ gửi thêm cho 3.615 quả nữa, Liên Âu tuyên bố mở rộng lệnh trừng phạt lên thêm 160 người Nga và gia đình họ, chủ yếu là các quan chức và giới tài phiệt. Đáp lại, phía Nga tuyên bố đang chuẩn bị tiến hành trừng phạt các nước phương Tây rằng sẽ cấm vận kinh tế trên diện rộng khiến phương Tây sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Một đại tá Nga phát biểu trên truyền hình về những thiệt hại của Nga ở Ukraine và yêu cầu một phút mặc niệm cho họ. Ngay lập tức, người dẫn chương trình tìm mọi cách bịt miệng ông ta lại nhưng đúng như một người lính thực thụ, ông đại tá nhất quyết nói những gì cần phải nói. Cho đến hôm nay, Ukraine vẫn đang đứng vững trước sức tấn công của quân đội Nga lớn hơn rất nhiều lần và họ tự vệ một cách hiệu quả. Họ không đủ sức để phản công lớn nhưng cũng không lùi bước trước quân xâm lược và không hề có ý định đầu hàng. Chiến tranh đang dần dần đi vào thế giằng co. Và bây giờ là bản tin quốc tế, anh Chi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tin về cuộc bầu cử ở Nam Hàn, ứng cử viên chống đối bảo thủ Yoon Suk Yeol được bầu làm tổng thống Hàn Quốc. Đây là một trong những cuộc đua gây cấn nhất trong lịch sử đất nước có nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Và theo Đài Á Châu Tự Do đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 8 tháng 3 nói với báo giới rằng việc Trung Quốc cho tập trận 12 ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là ngay trước cửa nhà mình và hoàn toàn hợp pháp. Phía Việt Nam phản ứng một cách yếu ớt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng phản đối cuộc tập trận này và kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng vùng đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam. Bà Hằng cũng cho biết thêm, phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này. Không hiểu từ giao thiệp mà bà Hằng nói là Việt Nam đã làm những cái gì. Trung Quốc bị cáo buộc diệt chủng ở Tân Cương. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ đến Tân Cương vào tháng 5 năm 2022 này. Cao ủy Nhân quyền Michel Bachelet đã thông báo tin trên trong một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền tại Geneva hôm 8 tháng 3. Ngay sau khi phủ Cao ủy Nhân quyền thông báo tin trên, gần 200 hiệp hội bảo vệ nhân quyền trên thế giới công bố một bức thư ngỏ, một mặt hoan nghênh diễn biến mới này, mặt khác yêu cầu phủ Cao ủy Nhân quyền công bố không chậm trễ báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Bachelet về Tân Cương, vốn đã được phủ Cao ủy nhiều lần hứa công bố. Trung Quốc từ nhiều năm nay bị cáo buộc phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người trong cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, có những trại giam hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ với điều kiện hết sức khắc khe và buộc họ lao động cực lực để làm ra các sản phẩm từ nhà tù cho Trung Quốc xuất khẩu. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ khởi động một số vệ tinh phục hồi trong những năm tới để cung cấp thông tin theo thời gian thực về các hành động quân sự do Hoa Kỳ và các đồng minh truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin hôm thứ Năm. Và theo Reuters, giá dầu đã trở lại vào thứ Năm sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết họ cam kết với hiệp ước của các nhà sản xuất lớn là bổ sung 400.000 thùng mỗi ngày cung ứng hàng tháng vài giờ sau khi đại sứ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Washington cho biết đất nước của ông đã thích sự tăng lớn hơn. Một bản tin trong nước đáng chú ý thưa quý vị, tờ báo Thanh niên ngày 9 tháng 3 có bài Bộ Công an điều tra việc chi tiền hỗ trợ trong đợt dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ Công an yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến việc hỗ trợ người dân nghèo, khó khăn trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Ngoài hai gói hỗ trợ của chính phủ cho cả nước đợt 1 là 62.000 tỷ đồng, đợt 2 là 26.000 tỷ đồng, không biết hai gói hỗ trợ này được rót về thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu. Ngoài ra thành phố Hồ Chí Minh còn hỗ trợ thêm 3 đợt nữa, trong đó đợt 1 là 886 tỷ đồng, đợt 2 là 900 tỷ đồng, đợt 3 là 7.347 tỷ đồng. Tổng cộng 3 đợt là 9.133 tỷ đồng. Không biết rồi, Bộ Công an có lôi được em nào để tống vào lò như vụ việc á hay không? Hay là nhà tù của Cộng sản đã chật chội rồi, đã hết chỗ chứa rồi, nên chỉ cần các vị lỡ cầm nhầm thì hãy mau nôn ra thì sẽ được đặt cách chăng? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của Tâm Thức Việt TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.